Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng, gồm Nguyễn Trung Thảo sinh năm 1994 và Trần Hoàng Kim Phát sinh năm 1998, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, sau khi hai đối tượng Thảo và Phát gây án cướp giật dây chuyền vàng trị giá hàng chục triệu đồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trốn về Đồng Nai, Nhận được tin báo của công an bà Rịa Vũng Tàu, qua quá trình truy xét, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Trung Thảo và Trần Hoàng Kim Phát đang uống cà phê cùng bạn tại một quán cà phê thuộc xã Bình Minh, huyện Trắng Bom. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi và khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp tương tự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khám xét nơi ở trọ và nhà của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ một súng ngắn, hai viên đạn và một số hung khí khác. Sau khi bị bắt tại Đồng Nai, các đối tượng và tăng vật được bàn giao cho công an thành phố Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.